Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và lời đầu tiên, kiến thức tử vi xin gửi lời chúc sức khỏe tới các anh chị. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Anh chị và các bạn thân mến, cũng như anh chị đã biết, trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi chuyên đăng tải về các nội dung như tử vi xem tướng số, tử vi về phong thủy và xem tướng số qua những đường chỉ tay và những nội dung về tâm linh. Trong đó có rất nhiều những video mà hiện nay đã được sự ủng hộ rất đông đảo từ phía các khán giả và các bạn thân mến. Trong nội dung của bài viết ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ tới các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung là 3 tháng tới đây thì có 3 con giáp sẽ vô cùng vất vả vì luôn bị tiểu nhân quấy phá. Và đó là những con giáp nào? Liệu những con giáp này phải làm như thế nào và phải làm sao để có được những ngày tháng vui vẻ, phát đạt và hanh thông hơn? Và các bạn thân mến, liệu các bạn có được nêu tên trong nội dung của bài viết dưới đây không? Thì xin mời các quý vị và các bạn hãy đi cùng kiến thức tử vi tìm hiểu nội dung bài viết dưới đây nhé. Và các bạn thân mến, dưới đây là nội dung của bài viết trong ngày hôm nay là 3 tháng tới đây thì sẽ có 3 con giáp sau vô cùng vất vả vì luôn bị tiểu nhân quấy phá. Với 3 con giáp có tên dưới đây thì 3 tháng tới sẽ là những ngày tháng vô cùng vất vả vì họ luôn bị tiểu nhân quấy phá. Và các bạn thân mến, con giáp đầu tiên nằm trong số 3 con giáp luôn bị tiểu nhân quấy phá trong 3 tháng tới đó là người tuổi Tỵ. Vì trời sinh người tuổi Tỵ là một trong những người rất sốc nổi, ăn nói không suy nghĩ nên hay bị người khác khó chịu. Và theo tử vi học có nói thì 3 tháng tới đây sẽ là những ngày mà thần tài quay lưng vì bạn không chú trọng làm ăn mà lại cứ thích làm mấy việc linh tinh, không chuyên tâm vào một lĩnh vực nào và bạn thường đứng núi này và trông núi nọ nên cuối cùng không cái gì thành công cả. Theo đó, về việc cãi nhau với cấp trên và đồng nghiệp khiến cho tình cảm của bạn bị lao đao và bạn trở nên chán nản, mệt mỏi. Và nếu cứ cố chấp như vậy và tự làm theo ý mình thì nguy cơ sẽ bị thất nghiệp và lúc đó những con giáp này rất dễ bị mắc bẫy của tiểu nhân. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai nằm trong số 3 con giáp mà trong 3 tháng tới này bị tiểu nhân quấy phá đó là người tuổi Thân. Theo tử vi học có nói thì trong 3 tháng tới đây người tuổi Thân tự nhiên lại gặp nhiều những vấn đề không như ý do chuyện tình cảm liên miên thị phi vây hãm. Người thứ ba đó là người thứ ba luôn quấy phá và bạn cảm thấy rất bất lực với cuộc sống và hôn nhân và không muốn tiếp tục nữa, nhưng tuy nhiên dù làm gì đi chăng nữa thì bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ bởi ai cũng có những sai lầm của mình và nếu có thể bỏ qua được thì nên phải suy xét. Và không những thế, trong công việc kinh doanh cũng bị ngừng trệ và do yếu tố là khách quan, việc mất đi nguồn thu rất quan trọng khiến cho người tuổi Thân thực sự đang lao đao trên con đường kinh tế không dư giả nên phải đi vay đi mượn nhiều, còn với con đường sức khỏe thì bị giảm sút rất nhiều. Do đó những con giáp này trong 3 tháng nữa không cẩn thận thì luôn bị tiểu nhân quấy phá và rất dễ bị sập bẫy của tiểu nhân trong 3 tháng tới đây. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba mà nằm trong số 3 con giáp rất dễ bị tiểu nhân quấy phá đó là người tuổi Tý. Người tuổi Tý vốn là những người rất chịu thương chịu khó, chăm chỉ kiếm tiền, nhưng tuy nhiên trong 3 tới đây là một thời gian kém may mắn khi mà thành quả không được như ý
Mặc dù con giáp này cố gắng hết sức thì bạn vẫn bị cấp trên quở trách vì sai sót trong công việc, và thời gian này cách làm việc của bạn thực sự có chút chểnh mảng, nên phải xem lại thái độ của mình nhé. Cùng với đó, với những việc đầu tư không đúng chỗ đã khiến cho tiền bạc của bạn không cánh mà bay. Chính vì thế, đừng liều lĩnh quá khi chưa nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền. Phải thật bình tĩnh và lắng nghe ý kiến của người khác, nhất là những người đáng tin cậy. Hơn thế nữa, phải biết khiêm tốn và nhường nhịn. Không thì trong 3 tháng tới đây, bạn rất dễ bị sập bẫy tiểu nhân đó. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung trong bài viết ngày hôm nay. Đó là năm 2020 có 3 con giáp này cần phải đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng, tiền tài, sự nghiệp cũng không cánh mà bay. Khi đang ở một đỉnh cao của sự thành công thì chắc chắn bạn sẽ khó tránh khỏi một số người ghen ghét và đố kỵ. Chính vì thế mà trong năm 2020 này, 3 con giáp này hết sức thận trọng, kẻo bị tiểu nhân hãm hại và đâm sau lưng đó. Và các bạn thân mến, con giáp đầu tiên đó là người tuổi Mùi. Trong năm 2020 thì người tuổi Mùi nên chú ý về đường công việc và chuyện tiền bạc. Theo đó, về môi trường làm việc có thể khiến cho bạn rất phiền não, và các bạn được dự báo là có khả năng thay đổi về công việc trong năm nay. Nguyên nhân là do bạn bị tiểu nhân vây hãm và bạn có những khoản tiền đáng lẽ thu được, nhưng vì tiểu nhân xen ngang nên bạn có thể bị thất thoát ít nhiều. Và các bạn thân mến, trong năm 2020 này thì các bạn hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ một việc gì. Và đây cũng là một quãng thời gian mà người tuổi Mùi không nên đem tiền cho ai vay, để tránh những nguy cơ. Cho vay thì dễ, nhưng khi đòi lại khó. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai nằm trong số 3 con giáp phải cẩn thận trong năm 2020, đó là người tuổi Dần. Không chỉ những người tuổi Mùi trong năm 2020 mà người tuổi Dần cũng nên chú ý đến những mối quan hệ của mình, bởi bạn trong năm nay rất dễ bị tiểu nhân hãm hại đó. Về vận nhân duyên xấu kéo theo những phương diện khác như sự nghiệp, tài vận, tình cảm cũng bị ảnh hưởng theo, đó là chuyện không nhỏ và con giáp này cần phải lưu ý. Vì thế, khi bước qua năm 2020 thì bạn phải dành chút thời gian để phân loại những mối quan hệ xung quanh mình và hãy xem ai là người giúp mình, ai là kẻ thừa nước đục để thả câu. Còn nếu bạn đang có ý định đầu tư tài chính trong năm nay thì cũng cần phải suy nghĩ trước khi làm. Đừng vội vàng tìm người đầu tư mà rất dễ bị trắng tay đó. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Thìn. Theo tử vi học của năm 2020 có nói đây là một năm không tốt về nhân duyên đối với người tuổi Thìn, và đặc biệt là trong quan hệ công việc. Và các bạn rất dễ bị tiểu nhân đâm sau lưng. Nếu như các bạn trong công việc không cẩn thận thì rất dễ bị tiểu nhân ngang đường. Theo đó, sự xuất hiện của tiểu nhân là bởi các bạn được quá nhiều người giúp đỡ. Chính vì điều này mà khiến cho những kẻ đó có lòng hẹp hòi và luôn đố kỵ, ghen ghét bạn. Và phạm vi bị ảnh hưởng bởi tiểu nhân nhiều khả năng chỉ gói gọn trong môi trường công sở mà thôi. Và lời khuyên dành cho các bạn tuổi Thìn trong năm 2020 là nên phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói, và tốt nhất bạn đừng chia sẻ quá nhiều với những người không thân thiết. Tiết chế cảm xúc hoàn toàn tốt trong công việc thì bạn có thể tránh sự đố kỵ được phần nào. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 3 của bài viết trong nội dung ngày hôm nay, là những người phụ nữ mà sinh vào những ngày âm lịch này thì trời sinh có số mệnh khổ trước sướng sau, từ 30 tuổi trở đi sẽ hạnh phúc và giàu có thịnh vượng.
Trong số những ngày âm lịch thì có những ngày được xem là ngày may mắn. Vì vậy, những phụ nữ chỉ cần sinh vào một trong những ngày âm lịch này thì cuộc sống sau này không phải lo âu và phiền muộn. Có nói bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ về âm lịch nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vận số và vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không sinh ra trong gia đình giàu có sung túc nhưng lại được sinh ra vào thời khắc hoàng kim. Vì vậy, cuộc sống dù chông gai và khó khăn cách mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Và trong số những ngày sinh âm lịch thì có những ngày đã được xem là ngày may mắn. Vì vậy, những phụ nữ chỉ cần sinh vào một trong những ngày này thì luôn có một cuộc sống sau này không phải lo âu nhiều và phiền muộn nhiều về cơm áo và gạo tiền. Vì họ có thể gặp nhiều chông gai trắc trở, nhưng một khi đã vượt qua thì sẽ thăng hoa, rực rỡ và hậu vận không chỉ viên mãn, sung túc mà còn khỏe mạnh, an nhàn, hưởng phước và phúc đức về con cháu. Và các bạn thân mến, hãy cùng Kiến Thức Tử Vi đi tìm hiểu xem đó là những ngày sinh may mắn nào nhé. Và các bạn thân mến, ngày sinh may mắn đầu tiên đó là ngày mùng 2 và ngày mùng 5 âm lịch. Trời sinh những người mà sinh vào ngày mùng 5 và ngày mùng 2 âm lịch thường là người có tính cách mạnh mẽ và kiên định, không ngại đối mặt với những khó khăn và trắc trở, mà thay vào đó là lấy những thử thách làm động lực để vượt lên trong cuộc sống. Và những người sinh vào hai ngày này thường trong cuộc sống gặp rất nhiều sóng gió và thời điểm tiện vận, nhưng sau đó lại được đền đáp xứng đáng. Những vấp ngã mà họ đã trải qua đã giúp cho họ ngày càng thăng hoa và thịnh vượng hơn. Và theo tử vi học có nói thì những người này sau khi thành gia lập thất thì sự nghiệp không những vững chắc ổn định mà càng già càng giàu và thăng hoa. Đặc biệt là những người này sau 30 tuổi họ càng làm việc thì càng gặt hái được rất nhiều thành công, không chỉ giúp cho bản thân tỏa sáng mà còn đem lại nhiều may mắn cho gia đình và những người xung quanh. Và các bạn thân mến, ngày sinh may mắn thứ hai đó là ngày 14 và ngày 17 âm lịch. Trời sinh những người mà sinh vào ngày 14 và ngày 17 âm lịch thì thường là người có tính cách thoải mái, vui vẻ và sống rất lạc quan và không ngừng phấn đấu trong cuộc sống. Và cuộc sống của những người này luôn cầu tiến. Vì những người này thì đã được trời ban cho sự nhân hậu và lương thiện nên xung quanh luôn luôn có quý nhân phù trợ, bất kể gặp phải khó khăn và trắc trở nào cũng đều vượt qua một cách ngoạn mục. Và trong cuộc sống ai khổ thì khổ, nhưng những người này đều là những người luôn có bản lĩnh phi thường và người có khả năng tự tạo dựng một cuộc sống và sự nghiệp cho mình cực kỳ tuyệt vời. Và những người này khi bước vào giai đoạn trung vận thì sẽ có những cuộc sống thăng hoa và viên mãn, không ai sánh bằng. Còn đối với phụ nữ, đấy là đối với phụ nữ, họ không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm về việc nhà. Và người này luôn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp cho gia đạo ngày càng thịnh vượng và thăng hoa hơn. Và các bạn thân mến, những ngày may mắn thứ ba đó là ngày 22 và ngày 29 âm lịch. Trời sinh những người mà sinh vào ngày 22 và ngày 29 âm lịch sau là những người có tính cách điềm đạm, thông minh và cực kỳ tài giỏi. Đa số những người này thường là người làm việc có liên quan đến nghệ thuật. Vì vậy, họ đều có một tâm hồn rất nghệ sĩ. Và trong đó, cuộc sống của họ tuy rằng những người mà sinh vào hai ngày này không phải quá giàu có, nhưng họ lại sở hữu một cuộc sống muôn màu, muôn vẻ với chuyện tình cảm lại bình yên và vật chất thì đầy đủ. Còn những người sinh vào hai ngày này thường là lập gia đình rất trễ, nhưng tuy nhiên sau đó họ lại được tận hưởng một cuộc sống cực kỳ viên mãn và sung túc bên chồng và gia đình. Nhìn chung, cuộc sống của họ tương đối đầy đủ. Nếu chẳng may gặp khó khăn thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất thời mà thôi. Sau tất cả thì tiền, tình đều viên mãn.
Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và viên mãn nhất.